giờ gửi đồ xong rồi giờ mình chạy về. Hôm nay mình gửi thằng này là của Sao Mai. Coi nó về là về đâu ha. Bỏ hổm thùng đầu kia gửi bữa thứ hai nhưng mà hôm nay mới đi. Rồi thằng này là vậy là đi chung chuyến hàng một lượt luôn á. Với lại bên gì cargo bên kia nữa là một chuyến hàng nó đi chung. Mua nó limit là 5 pound. Nó tính giá là 2 đồng 60 về thành phố. 2 đồng 80, mắc hơn bên kia 30 cent. Bên kia có 5, 3, 15 cent, mắc hơn 1.50 đồng. Bên kia em bữa mình gửi có 10 mấy pound mà có 30 mấy đồng, còn cái này 5 pound mà 20 mấy đồng, 10 mấy đồng, cộng với hộp sữa 9 đồng, 9 đồng, 2 đồng bánh kẹo gì thảy vô tùm lum tán loạn đó là tổng cộng là 26 đồng tiền cước với lại tiền đồ luôn. Nhiệt độ hôm nay nó drop xuống còn có 49 độ F. Ngày hôm qua là 57 độ F, hôm nay drop xuống còn 49. Anh thấy mẹ luôn. Đấy, mặc đồ đẹp, mặc áo mỏng phong phanh đi, tính đi dự cho con ai về đâu. Không dự được, buồn quá.